Wow, cái nút này là xe hút cát đó bạn. Wow, các bạn thấy hay chưa? Wow, đó. Các bạn thấy chưa? Wow, chiếc xe này xịt nước rồi nè các bạn. Wow, xe chạy đi cứu hỏa hay chưa các bạn ơi? Wow. Đó, đó, đó. Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mời tất cả các bạn cùng chơi những món đồ chơi mình nha. Wow, nguyên cái hộp chúng tôi xuất xe đầu tiên là cái gì đây? À, đây cái cưa đó các bạn. Đó, cuối cùng đây cái cờ lới đó các bạn. Wow, đây là cái con dao đọc giấy nha các bạn. Chìa khóa đó các bạn. Vít là các bạn ơi. Bạn ơi, đây là cái búa thì mình sẽ sửa chữa xe nha. Cái gì các bạn? Hình như đây là xe cầu mút cát các bạn. À, đây là cái cầu mút cát nè các bạn. Mình gắn thử coi. Ui, không phải các bạn ơi, cái cầu mút cát này không phải của xe này. Để mình coi coi. À, của xe này nè các bạn. Đây gắn vô. Ố, đóng lại cho chắc chắn các bạn ơi. Wow, xong rồi, mình đã sửa chữa xong chiếc xe cầu mút cát nè các bạn. Rồi chạy ra. Qua đây các bạn ơi, bên này có cái hộp gì nè các bạn. Wow, có rất nhiều chiếc xe luôn, xe cầu mút cát nè, xe thang nè các bạn, xe cứu hộ nè. Ôi, xe chở nước nè, xe chở xăng nè. Đây xe cảnh sát bắt tội phạm nè các bạn. Ôi, còn đây xe chở rác, đây xe chở bê tông, đây xe ben nè các bạn. Ôi, xe cần cẩu. Bây giờ mở coi xe gì các bạn. Ui các bạn ơi, chiếc xe cần cẩu nhìn đẹp chưa nè các bạn ơi. Chỗ này có chỗ cho tài xế ngồi lái xe nè các bạn. Ôi, xe này. Ui các bạn ơi, xe này có nút bấm nè các bạn. Ồ, có âm thanh các bạn nghe không? Có sáng đèn nè các bạn thấy chưa? Wow, đó, âm thanh nghe hay chưa? Đó, wow các bạn ơi, chiếc xe này có cần cẩu móc tời nè các bạn. Nè, cái cần cẩu chúng ta để kéo ra kéo vô nè các bạn. Còn đây cái đồ điều khiển cần cẩu nè các bạn. Wow các bạn ơi, chiếc xe này có động cơ rất là mạnh luôn nha các bạn, rất là khỏe luôn nha. Rồi để chiếc xe cần cẩu đây nha các bạn, bây giờ mình sẽ đi qua đây. Ý các bạn ơi, đây có chiếc xe gì đây các bạn. À các bạn ơi, đây là chiếc xe cần cẩu nè. Đây cái cần cẩu nè các bạn, bây giờ mình sẽ lắp vô các bạn. Đây gắn vô đây các bạn. Rồi ok xong rồi, ống lại cho chắc chắn các bạn ơi. Wow, một chiếc xe cần cẩu mút cát nha các bạn. Rồi các bạn ơi, ở đây có cái hộp gì đâu, bây giờ mình lấy ra các bạn. Wow, đầu tiên đây là chiếc xe chậu bê tông nè các bạn. Đó, xe chậu bê tông nhìn đẹp chưa các bạn ơi. Wow, chiếc xe chậu bê tông, cái đầu chậu bê tông nữa các bạn. Đó, xe chậu bê tông màu vàng nha các bạn. Tiếp theo đây là chiếc xe ben nè các bạn. Ta thể nhấn này các bạn, đó ben thùng ben nha. Đó, nhấn ben thùng ben nè các bạn. Chiếc xe ben này có cái đầu cabin màu đỏ, có thùng ben màu vàng nha các bạn. Wow, xe động cơ cũng rất là khỏe luôn các bạn ơi. Tiếp theo đây là chiếc xe cần cẩu nè các bạn. Đó, chiếc xe cần cẩu có cái đầu cabin màu đỏ nha, cái cần cẩu màu vàng nè. Cuối cùng đây là chiếc xe thang cứu hộ nữa các bạn. Đó, xe thang cứu hộ, đây ở chỗ ngồi cứu hộ các bạn ơi. Đó, chúng ta có thể xoay nè các bạn. Wow, những chiếc xe này đẹp quá các bạn ơi. Rồi, ý các bạn ơi, ở đây có cái gì đấy các bạn? À, cái này là cái cần cẩu mút cát nè. À, xe cần cẩu mút cát nè. Bây giờ mình sẽ lắp cái cần cẩu mút cát vô các bạn. Đây gắn đây. Rồi, bây giờ mình sẽ lấy búa đóng chắc chắn lại. Ok các bạn ơi, mình đã sửa chữa xong chiếc xe cẩu mút cát. Wow, xe cẩu mút cát đẹp các bạn ơi. Chạy qua đây các bạn. Ý các bạn ơi, ở đây có cái hộp gì được các bạn? Chiếc xe cẩu mút cát nhìn đẹp chưa các bạn? Đâu bây giờ mở rồi các bạn. Đây, lấy ra các bạn ơi. Wow, các bạn ơi, một chiếc xe cẩu cát điều khiển nè các bạn. Xe cẩu cát này có cái gầu bằng sắt này các bạn. Ủa, ở trong này có anh tài xế đang ngồi lái xe nè các bạn thấy không? Wow, xe cẩu cát này màu gì các bạn? À, màu đen ha các bạn. Bây giờ mình sẽ mở ra bỏ pin vô nha các bạn. Đây mở ra chỗ này nè các bạn ơi. Rồi, đi nè. Bây giờ mình sẽ lắp cục pin vô các bạn. Đây gắn cục pin vô các bạn ơi. Rồi, ok. Rồi đẩy cái nắp lại nha các bạn. Dặn ốc vô luôn các bạn. Đó, rồi xong rồi. Wow, bây giờ mình sẽ khởi động lên nè. Khởi động đây các bạn. Đó, ok xong các bạn. Rồi, còn đây cái đồ điều khiển, mình sẽ khởi động lên luôn. Bây giờ mình sẽ thử điều khiển chiếc xe này nha các bạn nè. Ồ các bạn ơi, xe chạy tới nè các bạn. Wow, xe chạy tới chạy lùi được nè các bạn ơi. Rồi mình bấm nút này thử các bạn. Ôi các bạn ơi, mình bấm nút này á là cái bệ cẩu xoay các bạn thấy không? Đó nè, đó cái nút này các bạn. Wow, bệ cẩu xoay. Ui các bạn ơi, chiếc xe này hình như nó có sáng đèn nè các bạn. Rồi mình bấm nút này các bạn. Ôi các bạn ơi. Wow, cái nút này là xe hút cát đó các bạn. Wow, xe cẩu hút cát các bạn ơi. Ô, xe hút cát hay chưa các bạn? Rồi các bạn ơi, bây giờ mình sẽ cho nút này các bạn. Ôi cái nút này là xe quay nè các bạn. Đó, xe quay vòng tròn các bạn ơi. Rồi bây giờ mình sẽ cho xe hút cát thử các bạn. Rồi xe hút cát đó các bạn. Wow, các bạn thấy hay chưa? Wow, đó. Xe này mút cát rất là hay nha các bạn. Đó. Đó. Xe mút cát hay chưa các bạn ơi. Rồi bây giờ cho xe chạy vòng vòng nha. Wow, đó, xe này chạy cũng rất là hay nha các bạn. Các bạn ơi, các bạn ơi, chiếc xe nó chạy vô đây có hộp gì nữa các bạn? Wow, cái hộp này to quá, để mình kiểm tra các bạn. Nè, các bạn ơi, một chiếc xe này xe cứu thương các bạn ơi. Không phải, chiếc xe xe cứu hỏa. Ơi các bạn ơi, cái đồ điều khiển nó. Wow, đây là xe cứu hỏa điều khiển nè các bạn ơi. Wow, chiếc xe cứu hỏa nhìn đẹp chưa nè. Ở đây có hai cái đèn nè các bạn. Ồ, còn đây là cái vòi xịt chữa cháy nè các bạn. Ồ, dây xịt chữa cháy nè các bạn. Rồi bên này nè các bạn, bên này là chỗ chúng ta để đổ nước vô nè các bạn. Ồ, đổ nước đây để chúng ta xịt cứu hỏa chữa cháy nha các bạn. Ui các bạn ơi, ở đây có chỗ cho tài xế ngồi lái xe nè. Rồi bây giờ mình sẽ kiểm tra coi chiếc xe này còn hoạt động không. Mình khởi động lên các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ lấy cái đồ điều khiển mình điều khiển thử nha các bạn. Bây giờ mình bấm nút này các bạn. Ui các bạn ơi, mình bấm cái nút này á là cái thang cứu hỏa đang được cao lên nè các bạn. Đó các bạn thấy không? Đó, cái thang cứu hỏa đang được cao lên nè. Bây giờ mình bấm nút này các bạn. À mình bấm nút này á là cái thang cứu hỏa đang đưa thấp xuống nè các bạn thấy không? Wow, hay nha các bạn, hay nha. Rồi bây giờ mình sẽ bấm cái nút này các bạn. Wow, các bạn ơi, đó các bạn thấy chưa? Wow, chiếc xe này xịt nước rồi nè các bạn. Đó, hay chưa các bạn ơi? Wow, xe cứu hỏa này xịt nước hay nha các bạn. Đó, rất là hay luôn nha. Rồi cho xe chạy đi làm việc nè. Wow, xe chạy đi cứu hỏa hay chưa các bạn ơi? Wow. Đó, xe cứu hỏa đi cứu hỏa nha.
Ngoài chiếc xe cứu hỏa chữa cháy này hay ha các bạn. Bây giờ chúng ta tiếp tục đi sửa chữa xe thôi. Ê các bạn ơi, ở đây có cái gì đây các bạn? Ha, đây là xe chậu bê tông nè các bạn. Ủa mà xe chậu bê tông này nó sai sai các bạn ơi. Cái đầu chậu bê tông này đâu phải của chiếc xe đâu. Để mình đi kiếm coi. Ha, cái đầu chậu bê tông của chiếc xe này các bạn. Bây giờ mình sẽ lấy cái đầu chậu bê tông này ra, mình sẽ gắn cái đầu chậu bê tông này vô mới đúng nè các bạn ơi. Đó. Như vậy mới đúng là chiếc xe chậu bê tông bự nè các bạn. Wow, xe chậu bê tông rất là đẹp luôn. Ê các bạn ơi, ở đây có cái hộp gì nè các bạn? Wow, có một chiếc xe cẩu múc cát nè. Đâu mình coi coi. Wow các bạn ơi. Wow, một chiếc xe cẩu múc cát đẹp chưa nè các bạn? Cái đầu điều khiển nè. Mình điều khiển cái gầu múc cát, các bạn thấy hay chưa? Rồi các bạn ơi, ở đây là cái chỗ để chúng ta chở đất đá cát nè các bạn. Và các bạn ơi, chiếc xe này có thể bê được luôn nữa các bạn. Đó. Ở chỗ này nè các bạn, có chỗ cho tài xế ngồi lái xe nha. Rồi còn đây có cái đầu ủi cát nè các bạn. Wow, xe rất đẹp luôn. Rồi, mình để chiếc xe ở đây nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ lấy cái đầu chậu bê tông này nè các bạn, mình đi qua sửa chữa cho chiếc xe chậu bê tông này luôn nha. Lấy cái đầu chậu bê tông mình lắp vô chỗ này nè các bạn. Đây, rồi, gắn vô này các bạn ơi. Rồi, ok xong các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ lấy cái búa các bạn, mình sẽ đóng ở đây cho chắc chắn vô cho các bạn. Đó, wow, cái đầu chậu bê tông chúng ta đã chắc chắn rồi nè. Wow, xe chậu bê tông có đầu cabin màu xanh nước biển nhìn rất đẹp luôn không các bạn. Cái xe chậu bê tông này các bạn. Bây giờ mình sẽ sửa chữa lại chiếc xe ben siêu to khủng rồi các bạn. Đó, gắn bánh xe vô các bạn ơi. Rồi, tiếp theo thêm một bánh đây nữa nè các bạn. Đây, chờ mình xíu nha. Rồi, ok, xong rồi các bạn ơi. Cái búa này đóng chắc chắn vô các bạn ơi. Rồi, ok, xong rồi. Wow, chiếc xe ben siêu to luôn. Rồi các bạn ơi, ở đây nè các bạn. Ở đây có một chiếc xe này, xe gì đấy các bạn? À, xe này xe cẩu múc cát nè các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ lấy cái bánh xe các bạn, mình gắn vô cái xe cẩu cát này nha. Đó, một bánh này nè các bạn. Tiếp theo thêm một bánh nữa các bạn ơi. Đây. Đó, rồi, ok, xong các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ lấy cái búa đóng vô cho chắc chắn nha các bạn. Rồi, ok, xong rồi. Wow, xe cẩu múc cát nhìn bự chưa nè các bạn ơi. Có cái cẩu múc cát nè. Đó, mình cào cát các bạn thấy ghê chưa? Wow, xe cẩu múc cát này rất là khỏe luôn ha các bạn thấy không? Đó, mình cào cát thấy hay chưa các bạn? Wow, rất là hay luôn đúng không? Rồi, chạy xe này qua các bạn ơi. Rồi tiếp tục qua bên này các bạn ơi. Nè 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 nè, ở đây có một chiếc xe này xe chở rác các bạn. Ngồi xe chở rác này đang bị xuống bánh xe nè. Lắp bánh xe vô các bạn. Rồi tiếp tục thêm bánh xe đây nữa nè các bạn. Đây. Rồi, ok, xong rồi. Bây giờ mình sẽ lấy cái búa các bạn. Trắng lại nha các bạn. Wow, các bạn ơi, xe chở rác này to chưa nè các bạn ơi. Thùng rác rất là to luôn các bạn. Mình có thể bỏ cái búa vô nè, mình có thể bỏ cái đồ điều khiển vô luôn nữa các bạn. Rồi, chạy nắp lại các bạn. Wow, chạy ra nào. Ô các bạn ơi, ở đây nè các bạn. Ở đây có cái hộp gì nè các bạn. Wow, đây là hộp gì? Hộp súng các bạn ơi. Hộp súng siêu bự luôn. Ở đây nè các bạn. Đây mình đổ ra cho bạn cùng xem nha. Đây 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 đây. Ô các bạn ơi. Wow, các bạn ơi. Nè nè nè. Wow, cái khẩu súng nè các bạn. Đó, nhìn bự chưa các bạn ơi. Có rất nhiều đạn luôn. Wow, đảo các bạn ơi. Khẩu súng này giờ chơi sao ta? À, mình mở chỗ này các bạn. À, đây nè các bạn. Đây là cái bán súng nha các bạn. Rồi, bây giờ mình mở băng đạn ra các bạn. Đây, đó, mở băng đạn ra các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ mở ống nhắm ra nè các bạn. Đó, ống nhắm này nhìn ngầu chưa nè các bạn ơi. Ê các bạn ơi, ở đây có chỗ mở nè các bạn. Đó, mở ra để chúng ta kiểm tra coi khi bị kẹt đạn các bạn. Đó, khẩu súng rất là hay luôn các bạn. Rồi các bạn ơi, bây giờ mình sẽ gỡ cái này nè các bạn. Đó, gỡ cái này là gỡ bán súng nè các bạn. Wow, còn đây nè các bạn, mình gỡ cái này là gỡ cái nòng giảm thanh luôn nè các bạn. Wow, khẩu súng của chúng ta là một khẩu súng ngắn nha các bạn. Đó, bây giờ mình bấm đây các bạn. Âm thanh nghe rất là hay luôn nha các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau cho khẩu súng này hoạt động nha. Đầu tiên á là mình sẽ lắp ráp lại cái này các bạn. Đó, cái nòng giảm thanh nha các bạn. Rồi, lắp ráp lại bán súng lại các bạn. Ok, rồi, bây giờ mình sẽ lấy cái ống nhắm nè các bạn. Đó, mình sẽ lắp ráp vô luôn nha. Rồi, ok, xong nè các bạn. Rồi, tiếp theo, bây giờ mình sẽ lấy cái bán súng nè các bạn. Đó, mình sẽ gắn vô đây luôn các bạn. Đó, rồi, ok, bây giờ khẩu súng hoạt động á thì cần phải có đạn nha. Bây giờ mình sẽ lấy cái băng đạn nè các bạn. Đó, mình sẽ gài đạn vô nha. Đây, ở đây có rất nhiều đạn luôn nè. Đó, mình sẽ gài đạn vô. Rồi, gài hết đạn vô luôn các bạn. Ôi các bạn ơi, cái băng đạn này hình như nó đã đầy rồi các bạn ơi. Mình không thể nhét vô được nữa. Rồi, bây giờ mình sẽ gắn vô nè các bạn. Đó, gắn vô đây. Ok, xong các bạn ơi. Ồ, khẩu súng nhìn ngầu chưa các bạn? Wow. Rồi, bây giờ mình sẽ thử nhắm mục tiêu phía trước nha. Nè, bắn nè các bạn. Đây. Đó. 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 Wow. Khẩu súng này bắn rất là mạnh luôn các bạn thấy chưa? Wow. Khẩu súng này siêu xịn sò siêu mạnh luôn nha các bạn. Đó, có khẩu súng này trên tay, chúng ta đi chiến đấu lại quá giận đó bạn. Các bạn ơi, từ nãy giờ chúng ta đã khám phá được rất là nhiều món đồ chơi rất là hay không các bạn. Nhưng bây giờ cũng đã đến giờ mình phải về nhà ăn cơm học bài làm bài tập rồi. Bye bye, chào tạm biệt các bạn nha. Hẹn các bạn video tiếp theo nha. Bye bye.